nói một cách trung thực đó là tiếp xúc được nhiều với các bạn, thì tôi thấy rằng là cái thế hệ hiện nay đó, hơn cái thế hệ chúng tôi và hơn cái thế hệ với ông rất là nhiều chuyện. Điều kiện thì có lẽ nói rằng là các bạn hơn hẳn. Đương nhiên còn những cái mảnh đời khó khăn, các bạn sinh viên hoặc là các bạn thanh niên xuất phát từ vấn đề nông thôn ở trên cái nền tảng tôi nghĩ là vô cùng thấp, và thậm chí có những người đó có thể giống như tôi ngày xưa hoặc là có thể thấp hơn. Nhưng mà điều kiện bây giờ thì phải nói là hơn nhiều lắm. Nhưng thực sự là mà nói thì chúng tôi thấy thiếu một cái việc tôi cho rằng vô cùng quan trọng. Đó là ước mơ và cái động lực to lớn trong cái công việc mà các bạn đã khởi sự. Cái này là cái mà tôi cho rằng là phải sửa chữa, phải tính toán để có thể là xử lý lại. Thì nhìn cái góc độ mà nếu nhìn xa hơn thì nhìn về cái văn hóa dân tộc, thì cái điều này nó xuất phát từ cái vấn đề cái văn hóa dân tộc, tức là văn hóa mình nó mang tính âm tính, nó không có cái dương tính. Tức có mà những cái dân tộc khác họ là coi như có thể nói rằng là luôn luôn có cái khát khao chinh phục, khám phá, có thể là ảnh hưởng. Còn mình thì có thể nói là không. Nên cái này là cái mẫu mà tôi nghĩ rằng là nếu trong cái bối cảnh mà toàn cầu này, nếu Việt Nam mình muốn coi như mình muốn là mình là ai, mình có sứ mệnh gì và mình có thể ảnh hưởng gì về thế giới, thì tôi nghĩ điều đầu tiên phải xét về cái vấn đề văn hóa và phải sửa chữa nó. Mà ai có thể là sửa chữa nó thì bắt đầu từ cái gì, thì có lẽ nó cũng theo những cái quy trình thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng bắt đầu từ cái thế hệ thanh niên này. Và nếu các bạn thanh niên này phải tạo được một cái thế hệ mới có những cái động lực lớn, có những ước mơ lớn, tạo một cái thế hệ tôi cho rằng cái thế hệ cách mạng đó. Tôi thì tôi đưa ra một cái quan điểm khác hơn, cái thế hệ vĩ đại, để đặt cái nền móng để cho mình có thể thăng hoa trong mọi cái việc của các bạn ấy làm. Cái đấy là cái hiện nay đang rất là thiếu và rất là yếu, để có thể nói rằng là nó làm cho cái sức mạnh của dân tộc nó chưa được cái thăng hoa. Còn những cái điều kiện vì sao nó không được thăng hoa thì tôi nghĩ mình phải xét của một cái cách nó toàn diện hơn. Nhưng mà suy cho cùng thì dù gì đi nữa thì người ta có nói như thế này: nếu nhìn một quốc gia thì nhìn cái khát khao và cái hoài bão của thế hệ thanh niên để biết tương lai của mình. Cũng mong các bạn ấy là cũng chia sẻ với tôi những quan điểm này, nhất là trong cái bối cảnh mà Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, thì chúng ta thi đua với ai, chúng ta tranh đua với ai, chúng ta có thể nói là khẳng định mình với ai, chúng ta đóng góp gì vào vấn đề thế giới, thì có lẽ tôi nghĩ là cái thế hệ này phải đặt ra cho mình.